Hello, xin chào các em. Mình sẽ hướng dẫn các em cách chơi sinh động. Đọc số đầu. Câu số 1 ta hỏi các em là biến thành phẩm nào? Mình thấy là chữ của một người biến như thế nào? Câu số 2 có bao nhiêu điểm tổng? Cái này là đứng, dưới đứng, mọi người nghe là 3 điểm. Câu 3 cắt ngang số 4 là 2 nghìn. C. Câu 4 này tìm tính định lộ, em cho nguyên cái này lớn không đi. Như là giải ra được là x trừ 6 bằng 0 là x bằng 16 như x bằng 1 đúng không? Em đọc nó sẽ giống nha. Này số A là âm nha. Âm, dương, âm. Mà đang cần lấy dấu dương là lấy từ x trừ 1 6 nha. Nhưng mà tới 6 là của D. Câu số 5 tìm tập xác định này cho các không nha, tại này muốn như âm 1 chữ x các không là x các 1 của B. Câu 3 chứ. Câu 6 là tính đạo hàm đúng. Đạo hàm đúng như thế nào? Câu B à, thì cái này là 4 chia 4 miếng thì 1 miếng nha. Đúng rồi, câu B. Câu 7, mệnh đề là phải du đồng biến trên tập AG. Tức là hàm này phải là hàm mũ và đồng thời có cơ số ngưỡng. Có nghĩa là có, xin lỗi, cơ số lớn ngưỡng. Có nghĩa là cơ số lớn ngưỡng. Câu số 8, cho có nói chuyện tâm 2 đến 9 mùa 1 cũng được. 1 phần 3 bi của bình tức là bằng 1 phần 3 bi đưa cho 1 bình 2 phần 3 của bình. Câu 9 diện tích xung quanh là bi gọi là C. Câu 10 diện tích cầu có bán kính bằng 2 là V bằng 4 phần 3 bi gọi là 3 là bằng 4 phần 3 bi gọi là 3 84 32 3 nha. 32 3 3. Rồi, chúng em tốt lại.